Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết đã bàn giao 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho ngành y tế địa phương để cách ly theo quy định. Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 24 tháng 2, tổ tuần tra thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tuần tra đến khu vực cột mốc 70 thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thì phát hiện và bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 5 người này có độ tuổi từ 19 đến 31, đến từ tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, Trung Quốc. Những người này khai nhận, ngày 23 tháng 2 năm 2021 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, cả nhóm được một ô tô 4 chỗ chở tới Hà Nội, rồi lên xe khách đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, cả nhóm lên một xe 16 chỗ do người Việt Nam điều khiển, trở lên biên giới tỉnh Bình Phước, định tiếp tục vượt biên sang nước khác thì bị bắt. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với lực lượng y tế, tiến hành khử khuẩn, lấy lời khai ban đầu và bàn giao các người này cho địa phương để cách ly theo quy định. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.